Ơi, con đang chơi gì đấy? Con đang chơi bộ nấu ăn bằng gì? Bằng đất gì nhỉ? Bằng đất sét. Con đang chơi với ai nhỉ? Chị Su thích cô ta. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem bạn sao làm. Đúng rồi, chị Su mới học về. Bây giờ hãy xem là chị Su biết làm bánh không nha. Chị Su làm bánh gì chị Su? Làm rau, rau cải, đúng không? Hay súp lơ? Rau cải. Còn bạn sao thì đang làm mì. Cái máy này này, đập xuống thì mình sẽ ra được những sợi mì. Đã quá ta. Đâu nào, xem sợi rau nào. Đâu nào, xem sợi rau nào. Có ra hình rau không? Nè, ra sợi rau này các bạn, đẹp quá. Tiếp tục. Còn bạn sao làm sợi mì này, các bạn. Bạn sao làm ra sợi mì này. Thơm ngon, mời bạn ăn nha. Sao? Để sao ăn đi, ăn đi. Ăn nhem nhem. Thấy cái này để ăn hả? Mời các bạn nha, con nói đi. Nhầm 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 nhầm. Cái bộ làm bánh này. Bộ làm bánh này đẹp lắm các bạn ơi. Đi. Em đang quay đó. Con làm tiếp đi. Có hình gì? Ra hình gì? Ra hình gì? Ra hình gì? Đây là một chiếc bánh donut. Không phải hamburger.